Thằng Tiến gì tới Kiểm Lâm rồi đó. Mau mai chứ chưa? Đồ quật thon phải không nội đây nè, ông Thái nè. Quật thon lộn gì đó? Chứ mấy bị đĩa đâu, nó gò ảnh nó mà đĩa đâu. Mình đi nướng gò quật thon nội. Chứ tôi lấy cái gì nữa? Nhọc quê quá, đi tét thon mãi đi, mới chờ xí. Ơi sao bữa nay nướng gò đi quật thon. Giờ tao không có cái nồi cơm điện, mới đem cái nồi cơm điện vô té mày mày. Đúng một thứ nhọc quê. Nay nồi cơm điện nổi. Nồi chiên không vào. Không vào đang chiên không nổi. Đúng. Vậy đây, vậy đây. Đây, đun con gà vô đây. À vô đây, găm điện đây. 15 phút, 20 phút. Trở, tiếng. Ê, đi quật thon. Nhỏ có giấy bọt không? Không. Không biết chơi trực tiếp. Chứ bình thường là có giấy bọt là ok đó. Bỏ vô. Dạ đây. Nè, 180 độ, phải không? Dứt 20 phút. Chạp rút ra, lộn ngược lại. Dứt chính chi đâu mà. Đó, thấy không? Hắn kêu cái tưng có nghĩa là sang gì? À, rứa là đem bỏ ra ăn thôi. Có gì đâu mà chị phải quật thôi. Anh đù uống chuyện. Tao bữa nay hơi bọn về quê tôi chơi. Không có cái chi thì tôi luôn con gò to. Mà có cái nồi quần đồng. Nó không nhanh. Chứ không tự tôi nhanh thòn chắc chạy. Được không? Giấc cho đâu? Con. Thế? Quảng nôn mình là có đẹp sổ núi lứa. Không à, núi lứa. Cái chữ là lo lao mấy ông gì thì mình chơi bữa, chơi đồ chơi bữa chứ. Thì con gò này á, ông mua ăn cái chi á là núi lứa nó mới được ăn. Rồi rứa rồi trừ ông mua núi trước rồi ông mua núi sau. Biết là nhiều bỉ. Vô. Không. Cái con gò đi mà ngồi đây chơi không có sướng. Chơi như đây á, phải rong ngoài trời á. Rong ngoài kia chơi luôn. Đi. Bự đi. Hợp lý không? Hợp lý. Ngồi đây quá hợp lý. Thôi, vô. Vô. Ít cho nhiều bỉ. Ta trước. Ui cái đèn, én cái đùi. Phong. Mà mấy đứa ui cái đèn ăn cái đùi mà rang mày bỏ cái vô trong chén mày. Chứ tao hủa mày cái này cái gì? Cái đùi. Còn cái này cái gì? Cái đùi. Cái đùi tao ăn cái đùi rồi ui cái đèn ăn cái đùi chứ ăn cái chi nữa. Được. Nó bỏ mình. Ít ra nhiều bít. Đưa cái kéo đây. Anh cái cán là ăn cái cánh nè. Còn ta mày nữa. Chơi sushi, tủ sushi thôi. Tủ sushi đi. Cái gì nữa? Tủ sushi. Sushi. Tủ sushi. Ra. Lần cuối nè. Cách về. Tủ sushi. Đi cái kéo. Mình cái màn là ăn cái mình. Không có lèn ăn cái mì. Không có lèn ăn cái mì ông nội. Mắc lượt. Y cái màn á mới là ăn cái mì. Mà ông cái lèn á là về nhòa nó mà. Mắc lượt cái tái lượt tao. Ô cái cản mà không phải ăn cái này đâu. Ô cái cản là ăn cái cửa nè. Ao cái đèn, ăn cái đào. Mẹ còn cái quần què chứ em. Gì mẹ rất là đau. Ê, bưng cái nồi ở đâu đến đâu? Đem về đi đảo. Chị đem về để đó, anh em mua luôn. Bữa sau nướng gò em. Hả? Cái nồi đi, xa lít tao mua 940, ship gì tới nơi nè. Mà không có tẹn thêm máy đánh trứng. Thật coi như tao bón rẻ, 900, tao lỗ 40. Trời, xí Cường đem về ăn mình đi Cường. Để họ mua cái mới 940, có máy đánh trứng sướng nè. Chị không nhau xuống đường đài. Không, đem về đi. Muốn nôn mình á, là anh có đẹp sổ núi lứa. Thì con gò này á, ông mua ăn cái chi á, là núi lứa nó mới được ăn. Ông có lèn ăn cái mì. Ê, mua nồi chiên không vào thì qua kênh TikTok của Cú Đông Vlog. Trên màn hình cũng có cái nút mua nồi chiên không vào. Bấm vô đó là mua được.